không? Vậy hả ông? Chốt trời ơi, năm ngoái chứ năm 20 chuyện tàu chứ chụp chứ bộ. Ông Tuấn Chụp là người yêu nước, người hùng vĩ đại. Ok. Chính sách của Tổng thống Chụp nó rõ ràng. Đúng. Chính sách rất tốt cho nước Mỹ. Hôm nay là ngày mấy vậy anh ha? Ngày 3 tháng 11. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Chắc tối mình mới biết là qua ngày đó. Đúng rồi, ngày mai. Qua mai mới biết được. Tại tối ngủ dậy coi tối ngủ dậy coi ma quỷ nó có bầu nữa không? Hồi năm 2020 chị ở tới 10 giờ chị thấy chung thắng rồi. Đúng rồi. Mà sao tự nhiên ngủ 2 giờ lên tá quả. Thì đó. Coi như là thứ ba là em sẽ uống thuốc chống ngủ. Thổi ngủ. Canh ma luôn, coi người dậy không ạ? Canh ma quỷ luôn. Mặc đồ Halloween ngồi canh. Đó. Nó có đi lầm cộng rồi vậy thôi. Đúng, đúng, chính xác. Đây cả nhà ơi. Wow. Đó, cả nhà đứng đợi rồi đó. Rất là đông nha cả nhà ơi. Beautiful đúng không cả nhà? Tiếp nha cả nhà. Đang đi, đang chuẩn bị đi á. Còn có năm mà hồi hộp quá, còn 2 ngày hồi hộp quá.
ổng nói hồi hộp chị tự tin lắm. Đồ. Chị tự tin ghê lắm. Biết sao không? Câu, coi tự ai tin tự tin không? Tự tin là coi ai phải không? Ai? Vũ Lưng. Ồ. Vũ Lưng đó mệt mấy người mới dùng tự tin đi. Vậy hả? Được. Vũ Lưng mà tôi theo Vũ rồi. Lưng. Rồi. Em tự tin lắm năm nay. Em là phải tự tin luôn nè. Đó. Quý vị thấy là tụi em không? Good luck America, good luck to Tổng thống Trump, good luck to us. Cái ngày mà Tổng thống Trump nhận chức là vui lắm. Đại buồn, đại buồn xa mình nha. Mấy giờ vậy là tụi lên internet rồi. Mấy giờ ra đó trận chiến rồi. Xem ba anh được coi. Thầy có Tổng thống Trump mà đắc cử còn hơn Kem trúng số luôn nha. Em nói thiệt á, còn hơn Kem trúng số nữa đó. Em chỉ cần như vậy thôi đủ rồi. Tại vì Tổng thống Trump lên á sẽ... Dạ mình đã chỉ ở Việt Nam mê Trump lắm. Dạ. Chị nói gì chung mà thắng á, chiếc này chị lì xì Việt Nam mà tỷ hơn nhiều lắm. Ờ, đúng rồi đó. Là thiệt, nghèo thiệt, rồi mỗi cho mà nó trao đương trần hết. Đúng. Chung thắng là vui cho mà, vui mà, mình vui. Dạ, vui, vui á. Tại vì trước tiên á, Tổng thống Trump lên á, là sẽ làm cho kinh tế. Nó sẽ dạ, lên nè, tại vì ổng rất là giỏi về giỏi kinh tế. Thứ hai đó lạm phát làm xanh xuống, xăng xuống. Lạm phát nó phải xuống nữa, chứ bây giờ tiền bạc 100, 200 không còn gì nữa hết. Rồi chiến tranh nè. Ổng biết cách để nói để cho người ta ngừng, hiểu không? Rồi, hai đứa đang quýnh lộn, mình phải làm gì? Phải ra cho nó ngừng trước cái đã. Stop nó. Rồi mới bắt đầu điêu cái gì đó điêu, đúng không? Không stop nó được thì không nói được gì hết. Đó. Còn cái thứ ba nữa là cái gì? Thứ ba nó là an ninh biên an giới. An ninh biên giới, trật tự. Đó. Bây giờ ở nhà mà quý vị sang trọng mà mình không có an toàn thì mình cũng không có sống được cuộc sống vui vẻ. Đúng rồi. Hạnh phúc nữa. Bây giờ đúng tối không? Tối đi cái dầm trước dầm sau, dầm cửa dầm trước dầm sau, sợ quá. Ông bà mình có câu nói á, đừng có dạy lợn biết hát. Nghĩa là cái người không biết làm kinh tế thì muôn đời nó cũng sẽ không biết. Cho nên là mình không biết cái do gì để mình bầu. Mình không biết lý do gì mình bầu người kia. Tại vì 4 năm họ không làm cái gì hết. Mình muốn kiếm. Đi chân cử mà vô quán bia tôi thấy trời, lúc đó chị thấy hết hồn. Hai con đàn bà vô mà quán bia mình, nhớ không? Mình muốn kiếm cái gì đó để tối tốt cho người ta. À hiểu không? Mình muốn kiếm cái gì đó mà mình kiếm không ra. Mình không hiểu. Không hiểu tại sao người ta không thấy. Không. Bây giờ là trên đường đi ra Kensington Beach. Nhà cả nhà ơi, đây là đường Bucos. Đây là phủ phủ của Di Lăng Ngọc Quang. Chị, nón em rớt rồi. Hên quá chú bay. Hên quá, hên quá. Người nào mà bất kèn là ra tôi giơ tay chùm chùm cái tay vừa vui lắm. Đúng, đúng rồi. Đúng, đèn đỏ là ngừng lại rồi nè. Đó, đèn đỏ là ngừng lại rồi đó. Ok, cả nhà ơi, ngày 8 tay là nếu Tổng thống Trump thắng cử là mình đã có chỗ để ăn mừng rồi, ăn mừng nha. Cái thứ hai nữa là ngày 5/8/11 là thứ ba, lúc 8 giờ tối thì mọi người có gần Westminster thì tới ngay chỗ văn phòng anh Trí Tạ. Có ăn uống rồi coi bầu cử luôn nha cả nhà. Vui lắm thôi. Mà sao ngộ quá, tự nhiên có chùm ra cái tự nhiên trời vui gì đâu á, không hiểu tại sao nó là tổng thống chùm có một cái power gì đó lạ lắm. Đúng đúng. Tại vì mình cùng cái tầng số tầng lớp đó chị. Còn người không tầng lớp là khó lắm. Đây đây. Đây, mọi người nhớ đi bầu nha, thứ ba là hết rồi nha cả nhà ơi. Nhớ bầu đi bầu để cho đất nước Mỹ có sự thay đổi tốt hơn nha cả nhà ơi. Anh tài xế anh mắc làm cho nên là anh không có nói được. Anh tài xế cần nói gì không trước khi em offline? Anh tài xế, tài xế cần lời gì nhắn nhủ không? Chạy mô tô sập hồ lắm, hồ mình đúng rồi. Harley là băng đảng mình đó. Ồ vậy sao? Dạ, băng đảng mình luôn á. Băng đảng mình đang hộ tống cho mình đó. Đúng đúng. Sao anh nói gì? Hộ tống. Trump sẽ win. Trump sẽ win. Ok.
Anh Tom tài xế nói trong well when. Trong well when. Trong well when. When, when, when. Oh, có xe police and the phone nha cả nhà. Vâng. Vâng, ý là cho mình chạy theo hàng, mình đi ra đi vô. Yes, mình chạy careful đó. 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 Quy vui lắm. Ừ. Trường Quy Trung Quy là cái supply của Trung Quy dữ dằn lắm. Ừ. Rồi bị gì rồi? Chắc bị xe đụng gì rồi. Có xe cấp cứu chạy tới kìa.